Cô bé hạt tiêu nhỏ mà giỏi 4 môn võ: Muay, Ủ-su, võ cổ truyền và kickboxing, là người dân tộc Cao Lan. Xin chào quý vị khán giả của Chuyển động 24 giờ. Tôi là Bàng Thị Mai, nhà vô địch thế giới năm 2021 môn Muay ở hạng cân 60 nữ. 2021 đánh dấu cột mốc quan trọng khi cô đã trở thành nhà vô địch thế giới Muay đối kháng hạng cân 60kg. Điều gì đã khiến cô gái ấy có được sự nỗ lực phi thường để bước lên đỉnh vinh quang? Vâng, thưa quý vị, nhà vô địch của chúng ta đây rồi ạ. Xin được chúc mừng Mai với giải vô địch thế giới mà em đã đạt được. Nói về hành trình của mình khi mà đến với cái giải thưởng này đi. Đến với giải thưởng này thì em đã chuẩn bị tập luyện hết sức mình để có một quyết tâm cao để giành tấm huy chương vàng thế giới này. Mình phải tập luyện mất bao nhiêu lâu? Và khi mà sang bên Thái thì mình có gặp khó khăn gì không? Khó khăn thì về dịch bệnh ạ. Dịch bệnh thì cũng hạn chế là tập luyện thì về nhiều mọi mặt. Không có nơi tập luyện, phải chọn chỗ nào cách xa những đội của các bạn khác để tập luyện, để bảo vệ an toàn cho đội mình. Trước khi vào với cái trận chung kết đó thì em gặp rất là nhiều khó khăn, bởi vì là mình đã mất nhiều sức cho những cái trận đấu trước đấy rồi. Trong khi đó đối thủ Iran của em thì họ hai vòng knockout và giữ được sức cho mình. Thế lúc đó làm thế nào để mình có thể lội ngược dòng thành công? Em cố gắng quyết tâm rồi ạ, cố gắng hết sức mình là sẽ chiến thắng được bản thân, chiến thắng đối thủ ạ, giành chiến thắng vì màu cờ sắc áo ạ. Mai học võ từ lâu chưa, và khi mà em học võ thì gia đình có ủng hộ không, nhất là khi mình đi theo con đường chuyên nghiệp? Em học võ từ năm học lớp 8 ạ. Bố mẹ em và tất cả mọi người trong gia đình em cũng rất ủng hộ ạ. Cũng có lần em đã định rời thể thao để đi theo con đường khác, nhưng mà mọi người cũng động viên các thứ nên em cũng cố gắng quay lại. Tại vì con gái thường hay bị tím mắt, tím tay, tím chân các thứ. Chị thấy là thông thường các vận viên cũng sẽ theo một cái bộ môn. Nhưng mà tại sao với Mai em có rất là nhiều những cái danh xưng nhá? Nào là dũng sĩ kỳ dị này, nào là một đả nữ vô địch quốc gia 4 môn này. Tại sao mình lại luyện tập tới 4 môn liền? 4 môn võ thì cũng đánh chân, đánh tay các thì mình chỉ thay đổi luật một tí thôi ạ. Mỗi môn nó thêm bớt một vài thứ thì mình chỉ cần chú ý điều chỉnh một tí là sẽ thi đấu tốt ạ. Vâng, thưa quý vị, không có một con đường nào trải đầy hoa hồng cả. Để có được thành công như ngày hôm nay thì rõ ràng là Bàng Thị Mai cùng với những vận động viên khác đã phải nỗ lực cố gắng phấn đấu rất nhiều, vượt qua về những khó khăn cho cơ sở vật chất này, vượt qua về những điều kiện luyện tập này để có thể đạt được những thành tích như ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng tôi mời quý vị chúng ta sẽ cùng xem là nhà vô địch của chúng ta trong đời thường bạn ấy như thế nào nhé. Bàng Thị Mai, nhà vô địch Muay thế giới năm 2021, đời thường cũng giống như ba cô gái khác, thích làm điệu, chăm sóc nhà cửa. Có khác là Mai sớm tự lập từ năm lớp 8. Học trong trung tâm thể dục thể thao Thái Nguyên, Mai coi thầy cô bè bạn như người thân trong nhà và luôn truyền những kinh nghiệm thi đấu cho các vận động viên nhỏ tuổi. Bên cạnh những thành tích thi đấu xuất sắc, hiện nay Mai đang là sinh viên năm thứ 4 trường Đại học Thể dục Thể thao Từ Sơn Bắc Ninh. Hàng ngày ngoài việc luyện tập ở trung tâm, Mai phải sắp xếp thời gian học online cùng các bạn. Mai mong rằng sau thời gian thi đấu chuyên nghiệp đỉnh cao, em sẽ trở thành một huấn luyện viên của 4 bộ môn mình đang theo đuổi. Mình học võ đã dũng cảm rồi, nhưng mà con gái mà học võ lại còn giỏi tới 4 môn võ thì chắc chắn là lòng dũng cảm và bản lĩnh hơn người. Cô gái của chúng ta có sợ điều gì không? Hay là một con gì không? Em thì cũng như bao người bình thường ạ. Cũng sợ những cái con bò sát ạ. Sợ những con bò sát đúng không? Vâng. Sợ khó có người yêu? Em không ạ. Bây giờ nói về những mục tiêu của em trong tương lai đi. Mình đã có một giải, một cái huy chương vàng của thế giới đối với Muay rồi. Thế còn mình có định đặt mục tiêu là sẽ tiếp tục có huy chương vàng thế giới ở 3 bộ môn còn lại nữa không? Em sẽ cố gắng tập luyện, nếu mà có cơ hội thì em sẽ thử sức với những môn đấy ở ngoài thế giới ấy. Ngày hôm nay thì gặp Mai, chị rất là muốn thử xem là Muay Thái hay là kickboxing hay là tán thủ hoặc thậm chí là võ cổ truyền như thế nào và khác nhau như thế nào. Em có sẵn sàng giúp chị cũng như là quý vị khán giả có những trải nghiệm này không? Dạ có ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng ra sàn đấu nhá. Vâng. Bây giờ muốn lên được sàn đấu chúng ta phải thay đồ. 1, 2, 3. Thưa quý vị, lúc này thì Thị Vân đã rất là sẵn sàng để cùng đọ sức với nhà vô địch thế giới Bàng Thị Mai rồi.
nên là bộ trang phục này của chúng tôi là bộ trang phục để tập luyện thôi. Còn bộ trang phục mà chính thức để lên đài thì chắc chắn là nó sẽ còn khác hơn rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng với Bàng Thị Mai phân biệt xem là Ủ su này, võ cổ truyền này, kickboxing này và Muay Thái thì khác nhau như thế nào nhé. Môn Muay Thái thì sẽ khác về trang phục thi đấu. Mỗi môn thì trang phục thi đấu thì sẽ khác nhau. Đây là môn Muay. Môn Muay thì sẽ có thêm trỏ gối. Ở lứa tuổi trẻ thì sẽ có giáp với cả mũ. Môn Tán Thủ thì sẽ có giáp, mũ và găng, còn không có gióng. Cổ truyền thì sẽ có mũ và găng ạ. Kickboxing thì cũng có mũ và găng và dòng chân. Đúng. 1, 2, gối. Đây bên tay này trước. 1, 2, xong trỏ bên này. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bây giờ Thị Uyên sẽ thử làm ngã đối thủ của mình xem là Bàng Thị Mai như thế nào. Và kỹ thuật. Thế bây giờ đến Bàng Thị Mai làm ngã chị nào. Vâng, thưa quý vị, rõ ràng là học võ ngoài kỹ thuật, ngoài đam mê năng khiếu ra thì điều cần nhất chính là lòng dũng cảm và bản lĩnh. Một lần nữa xin được cảm ơn Mai đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi và xin chúc cho em sẽ giữ vững được phong độ và giành thật nhiều huy chương thế giới nữa nhé. Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ.